đây là một số chiếc xe mà mình nhận được các mạnh thường quân về, một số thì đã sửa xong rồi. Sau khi hoàn thiện thì mình sẽ gửi tặng cho các bạn học sinh ở các vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Có người nghĩ bảo này ăn rồi lạnh quá hay là không có việc gì làm, nhưng mà cũng không sao, mình không quan tâm, chỉ cơ bản là mình làm điều mình thấy vui và mình có thể giúp ích được cho người khác. Trong căn phòng trọ chưa đầy 25m² của anh Ngô Chiến Thắng, 31 tuổi, ngụ quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, đầy ắp những chiếc xe đạp cũ và phụ tùng. Đó là những chiếc xe đạp Thắng cùng bạn bè thu gom ở khắp nơi trong thành phố về tân trang, sửa lỗi hỏng hóc, thay mới các phụ tùng hư cũ để tặng cho các em học sinh, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang cần xe đạp để đến trường và làm việc. Là nhân viên kỹ thuật của một công ty công nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh, ngoài làm đêm ở công ty, Thắng dành thời gian còn lại để sửa xe đạp. Cách đây 3 năm, trong một lần hoạt động thiện nguyện ở trại trẻ mồ côi, Thắng nghe cô quản lý kể về những chiếc xe đạp hư nhưng không có ai sửa. Lúc đó mong muốn sửa xe cho các em trong Thắng hình thành, lâu lâu lại nhóm lên. Nhưng ý tưởng hồi sinh xe đạp cũ chỉ thật sự bắt đầu khi Thắng được biết về người bạn cùng tên với Thắng ở Hà Tĩnh đã và đang phục chế xe cũ để tặng cho các em học sinh đến trường. Để có được nguồn xe đạp cũ, Thắng đã cùng bạn bè đi thu gom ở khắp nơi trong thành phố. Có mạnh thường quân biết đến câu chuyện của Thắng đã gửi tặng anh xe đạp cũ cùng đồ nghề sửa xe. Sửa đến đâu Thắng và bạn bè trao tặng đến đó. Với Thắng không có gì vui bằng được thấy chiếc xe mình phục chế về tay những người thật sự cần nó.